Với cái buổi ngoại khóa chào cờ của tuần hôm trước, chúng ta thực hiện cái cuộc thi kể chuyện theo sách. Thì tí nữa thì cô sẽ mời đại diện của các lớp chúng ta sẽ nhận nhận phần thưởng. Và đặc biệt trong tuần vừa qua cô có một số lưu ý cũng như là những cái nhận xét. Học sinh, các bạn cờ đỏ đứng dậy làm việc với cô. Trong những cái tuần trước này, hai tuần trước thì trường chúng ta đã thực hiện việc phát động phong trào thực hiện xanh sạch khỏe, và cô tuyên dương lớp 1D là lớp đã đạt danh hiệu tập thể xanh sạch khỏe. Đây là một cái phần thưởng của rất là vinh dự. Và sau đây thì cô sẽ mời một bạn đại diện cho tập thể lớp 1D, các bạn sẽ lên nhận một phần thưởng trị giá 244.000 đồng kèm theo một lá cờ luân lưu. Và sau đây cô xin mời một bạn học sinh đại diện của lớp 1D, cô Tân Trung các bạn. Sau đây thì cô sẽ trao phần thưởng cho lớp 1D. Cô đề nghị học sinh ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây thì cô mời đại diện của các lớp chúng ta nên nhận phần thưởng của phần cuộc thi kể chuyện theo sách. Cô sẽ đọc danh sách như sau. Qua phần chấm điểm cũng như của các thầy cô ở trong ban giám khảo thì chúng ta sẽ gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích như sau. Nhất là giải nhất gồm có 4 giải nhất thuộc về các lớp 1B, 1D, 4B và 5A. Giải nhì thuộc về các lớp 1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 4D, 5B. Giải 3 gồm có 5 giải thuộc về các lớp 1A, 3B, 3E, 4A và 3D. Các giải khuyến khích thuộc về các lớp 2A, 2D, 4C và 5C. Sau đây thì cô mời đại diện của tất cả các lớp ta sẽ lên nhận phần thưởng. Và xin trân trọng kính mời cô xin trân trọng kính mời cô Lê Thị Thu Hường sẽ lên trao phần quà cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Các bạn giải nhất sẽ chúng ta bước lên phía trước. Bốn tập thể giải nhất các bạn sẽ bước lên phía trước. Bước lên trên 1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 4D, 5B. Mời con giải 3.
Còn lại mời các bạn, giải tư kích các bạn bước lên trên. Chúng ta sẽ di chuyển tới lớp 4B thứ 3, các bạn chủ nhận xây dựng của mình.